giỏi quá. Minh Chư giỏi quá. Ôi giời, mọi người, Minh Chư nhà mình này lâu lắm rồi mới ngồi vào bàn học, à, ngồi bàn đánh piano. Dạo này là hơi bị lười. Hôm nay thì nhân lúc anh Đông Quân chưa đi học về đấy, thế là mẹ ngoan cấm không cho chơi điện thoại, thế là mới ngồi này đấy. Chứ mọi ngày lâu lắm mà đâu ngồi đâu. Mình dọa bán. Cô giáo bảo là về nhà phải tập nhiều vào. Hôm nay thời tiết ở bên Hà Nội mọi người ơi, thời tiết mát mẻ thích lắm. Ngồi đánh đàn tự nhiên. Bây giờ mình mới chuẩn bị rửa bát các thứ xong. Buổi trưa nay ăn cơm có mỗi mình đó mọi người. Thế là ăn qua loa nấu các thứ. Thế là vẫn còn lười chưa làm gì hết. Đang đợi anh Su đi làm về rồi mình sẽ chiều đãi anh Su cái món này. Hôm nay là một cái món đặc biệt luôn. Thôi dọn dẹp xong các thứ. Quên mọi người đêm hôm qua đó. Tại vì mình hay có cái tính ngủ muộn. Hình như là mãi hôm qua phải tầm 2 giờ mới ngủ. Quên không uống cái này này. Đó, cái này là cái collagen, một collagen để uống đẹp da mọi người, mình bổ sung. Hầu như là ngày nào là mình cũng uống một gói trước khi đi ngủ. Thật ra là uống vào ban đêm thì hiệu quả nhất trước khi mình đi ngủ. Nhưng mà hồi nỗi hôm qua mình quên cho nên bây giờ mình uống. Đó, làm cái dạng bột ở trong cái gói như thế này, này. Mà nó có cái vị gọi là hơi chua này, với lại nó thơm cái mùi vitamin chứ không có tanh nhá. Mình thấy có nhiều chị ở bên Việt Nam vào hỏi mua cái này, có hỏi ngoan thì cái này nó có tanh không, nó có dễ uống không. Mình bảo chị ơi em lần đầu uống cái này thôi nhưng mà em không có tanh, với lại không khó uống đâu. Tại vì nó hơi chua cho nên mình uống kèm một chút nước được, hoặc là pha với sữa, pha với nước ngọt cũng được, không sao hết. Uống nào thì mong cho nó uống sao thì mong cho nó chế lâu tí này. Lão hóa chậm. Mày cũng làm miếng trắng thì nó đẹp từ trong ra ngoài kiểu như vậy. Thật ra nhiều khi mình trang điểm ấy thì nó chỉ đẹp cái vẻ bên ngoài thôi. Còn khi mà mình tẩy trang đi thì cái mặt mình nó đen không, nó nhiều mụn các thứ. Nhưng mà mình thấy mấy chị bên Hàn hầu như là người nào uống này để bổ sung. Một cái mình uống ở cái loại này thì mình bán theo một liệu trình là 3 tháng uống nha mọi người. Giá là 1.600.000 mà đã về đến tay người nhận chứ không có mất thêm cái tiền phí nữa. Có cái chị Trơn Chi Yên ấy, người mẫu nổi tiếng, diễn viên nổi tiếng ở bên Hàn quảng cáo cái tháng này. Xin chào tất cả mọi người hôm nay này. Wow. Lần đầu tiên mình mua luôn cả một thùng sầu riêng như này này. Trước đây thì hình như từ cái lúc quay clip đến giờ là mình đã ăn được 2 lần rồi. Lần đầu tiên là mua có một quả thôi, lần thứ hai thì cũng mua có một quả, nhưng mà đợt này á thì chồng mình này với hạ chồng nó đều ăn được, thế là mình đầu tư nguyên cả một thùng như này. Cái chỗ này là hình như mười mấy cân gì đó mọi người ơi. Đó, cái quả này là cái quả to nhất mà nó đã nứt một tí rồi, nặng lắm. Bây giờ hôm nay vì cái quả này cho nên là chồng mình anh ấy về sớm, tại vì tối nay có hẹn đó mọi người, chỉ đợi Đông Quân về nữa thôi là nhà mình sẽ bổ xong ăn cái chỗ này nhá. Đó, cái này là mình mới nhận được luôn đó mọi người. Đó, cho nên là gọi điện cho anh Su là về ngay để ăn cái quả này. Thôi mọi người, Đông Quân về rồi này. Vừa nghe hết tiếng đóng cửa xem nó phản ứng như nào. Lại đây mẹ bảo. Ôi giời, nó bắt đầu nó hú vía kìa. Yên sai à gì? Yên sai à gì? Chào chào, con bác chưa? À, nhưng ông ta đi tay à gì? Con thấy là cái gì đó. Trời, nó cúi gật đầu, nó chào bố nó kìa. Vừa nãy tầm 3 giờ chiều ấy, thì cái ông giao hàng, ông mang cái thùng sầu riêng đến rồi mọi người không? Mọi ngày ấy, cái thùng hàng của mình ấy là người ta để nhẹ nhàng ở ngoài cửa. Cái hôm nay ông ném cái bục phát mình nghe thấy luôn. Chắc là kiểu như là ông cũng ngửi thấy cái mùi này hay sao ấy. Chết cười thôi. Thôi mọi người, bây giờ mình sẽ bổ thử này.
thực ra là mình cũng là một đứa không biết bố sầu riêng luôn á, nhưng mà mình thấy nó bị nứt này thì mình cứ bừa thôi nhỉ. Mập à, vàng ươm luôn mọi người ơi. Ôi, đau gai gai. Ôi, chết rồi, mình quên mình không cắt, hình như là phải cắt cái cuống này hay sao nhỉ. Để nguyên cuống đó, nhưng mà thơm lắm. Trời ơi, đúng cái vị. Cắt cái bố cái gì ta, mình sẽ lên một con dao. Đây, dao này mình sẽ khui ra như này này. Chỗ này nó có cái cạnh rồi. Cái con bố chó chơi á? Kiki, chaki. Chaki? Chá xuống kia nạp lên. Cứ đi ạ. Không, khá chưa à? Chồng em thì để quên chìa khóa ở xe, phải đi lấy. À, nó đi mất tại tòi. Bây giờ mình sẽ bổ khóa thứ hai. À, đau mất. Mình muốn để cho nó đẹp mọi người, cho nên là mình không biết cách bó nữa. Ui, ngon chưa mọi người, trời ơi, lần đầu tiên trong đời mình mua được cái loại sầu riêng như thế này này, tươi này, xong lại còn vàng ươm luôn. Thực ra là mình thì như thế này thôi mà Min Chu nó đang gọi là nhăn mày nhăn mặt vào luôn á. Mình sẽ lấy cái dao này này, tìm cái khay của nó. Đó. Wow. Ủa, cái chết. Đó. Miếng nào miếng đấy, múi to dày, thích chưa? Cái này là thật ra là mình mua của một anh ở trên Facebook ấy. Mình sẽ để cái nick Facebook của anh ở bên dưới nhá. Những anh chị em nào ở bên Hàm mà muốn mua thì có thể vào qua nick của anh ấy, xong rồi hỏi hoa quả các thứ anh ấy bán cho những loại ngon. Min Chu nó ho. Cái này nó bị vỡ một múi rồi. Trời ơi, nó vỡ rồi mọi người ơi. Đó. Min Chu thì nhăn nhó, mẹ ngoan thì hớn ha hơn họ như đúng rồi. Hai đứa nhà mình kìa mọi người, nó chạy kìa, nó chạy mất dép luôn. Đi học về nhìn thấy cái mùi nó là sợ. Đúng không Min Chu? Lại đây mẹ bảo. Đấy, tranh nhau kìa, mọi người thấy chưa? Không đứa nào muốn đến nhá. Rồi mọi người, bây giờ hai vợ chồng mình sẽ ăn. Sau một thời gian gọi là vật lộn với cái quả sầu riêng này, được cái là nó nứt ra rồi, như này nó cũng dễ bóc. Ui, mũi nào mua đấy vàng ươm luôn. Lần đầu tiên trong đời mình ăn được cái loại sầu riêng như này, Opa. Chú xe à? Chồng mình vừa nãy về. Nhưng mà có suốt nước đồng bố vào trên mà. Mình đang bảo là phải ăn bằng tay thì nó mới ngon. Lần trước mình không biết, mình lấy cái dũa mình ăn đó mọi người. Ôi, chúng thế. Đó. Thôi đúng không ạ? À. Trời. Hai đứa nhà mình kìa. Thôi thôi. Cho bóng một cái thay lòng thơm này ạ. Chúc bóng bố của mình nhớ. Lên chân à. Trời ơi, nó ngon. Sao ngon. Thôi, lúc ăn ngon rồi. Thân này khoái mà là thân này. Thân của thân này. Trước đây thì thực ra là mình xem mấy kênh YouTube ở bên Việt Nam ăn mà cái quả nó vàng ươm, mình nghĩ bảo là chứ là mình ở bên Hàn bao giờ mới dù là có tiền mà bao giờ mới mua được cái loại sầu riêng như thế này, nhưng mà thật sự là lần đầu tiên. Cứ ra mình chung ngồi một lần. Chồng mình anh khen cái anh này anh bán hàng là toàn loại ngon thôi. Xinh xinh. Nó thơm, nó bùi, nó ngon. Đi ạ. Không là ăn cho, đúng không? Mà cái hạt nó nhỏ luôn mọi người, nhỏ tí rồi. Đếm sáng nó. Hạt lép không nhỉ? Ở kia đâu nhỉ? Phải hành đến nhà mình là nó sợ cái mùi này mọi người không? Về nhà phát là chúng nó đeo khẩu trang các thứ. Đây, đây. Hạt ngọn, hạt lép. Nhìn chứ. Chắc chắn rồi, muốn con rồi nhá. Bảy tuổi. Bảy tuổi. Ăn cái gối chả này. Chả thì chết rồi. Chồng mình đang ăn tự nhiên đi rửa tay.
Cái này ô bác thám hốt sức. Vẫn còn ăn tiếp mà giở tay thì nó dính đấy. Hôm nào bà bấm bà bà. Chúc mừng đầu tiên. Đúng rồi. Thật ra mình mua một thùng 100 bao nhiêu, hình như là 140.000 hay 150.000 gì đấy, hoặc là không đến đó. Bốn quả đều ngon hết luôn, không có bị hỏng hay là không có bị ủng nước gì hết. Mày mua nào? Bốc cái chút tăng. Sao mình bảo mày ăn nhiều quá, tại vì mình biết là mày thích ăn mà. Mày trời ơi. Mình á. Đếm giỏi nó để về cho mùi chứ. Thôi bảo là không có mùi, xong hai đứa nó chê có mùi. Trời ơi. Ăn đã sạch sẽ không phí. Mình á, sống ở Việt Nam 20 năm. Chưa được ăn sầu riêng một lần nào, bây giờ sang đây lần thứ 3 mình đã ăn luôn. Trời ơi, ngon. Ăn cái này dễ ăn hơn mít đấy nhỉ. Tại vì mít là mình phải bóc sơ rồi này. Ba mai chồng. Mọi người chồng ăn mít này, khéo ăn gió hơn mình luôn á. Yeah. Thằng này nó đứng nó quay gì. Mình sẽ ăn cái muối này nè. Ôi, muối nào nó cũng to, nó đầy. Trời. Ở miền Nam thế mà nó đang là mùa sầu riêng phải không mọi người? Cái này thì ở trong khu miền Nam, miền Tây nhiều, chứ ở miền Bắc mình thì người ta nhập về thôi. Thế bảo cũng đắt. Mấy hôm trước gọi điện hỏi mẹ, bảo là mẹ đã ăn sầu riêng bao giờ chưa? Mẹ là ăn được con mỗi một lần. Ở mẹ mình cũng ăn được nhưng ăn được, ngon. Là người ta chú ý mà người ta chú ý. Thời gian hơn. Thời gian ốc chứa mong người ta. Ừ. 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 향긋해. 맛있어. 좋아. 저 mình hiện tại là bây giờ đang trong giờ làm việc nha mọi người, nhưng mà hôm nay là phải chờ Minh chưa đi học thôi, là mình ấy nó gọi chồng mình về sớm ấy. Có phải ý thế nhỉ? Khao thế. Đừng con. Giờ chồng mình anh chồng cũng anh đi làm vội mà vẫn còn mặc đồ mỗi mình ở nhà là rảnh nhá. Đi sờ sờ. Khao vậy. 잘 갔다 와 오빠. 이해해 주세요. 희우. 정 mình anh bảo là mọi người thông cảm cho anh, tại vì anh bận đi làm nên đang ăn giờ. Thật ra là ăn được nữa đó, nhưng mà kiểu vội mà. Làm cái gì mà vội vội vàng vàng tí là không có yên tâm cho nên phải đi. Cái loại này là sầu riêng gì nhỉ mọi người? Mình không biết, mình chỉ biết là sầu riêng, còn mình thấy là nó có cái loại số mấy hay cái gì nó cơ. Không nhớ. Cái muối to này mà cái hạt nó bé tí này. Wow. Mới đầu mình cứ nghĩ là đắt này làm sao dám ăn, nhưng mà tính ra thực ra là cũng không có đắt mấy. 4 quả mà có 130.000 thì bằng 2.7 triệu, 2.6 triệu nhá. Mà mình ăn được nhiều. Mà thấy bảo nó lại còn nhiều chất đó. Có điều hai đứa nhà mình thì kiểu như trẻ con đó mọi người. Nó học qua sách ở trường nói về những cái mùi vị đặc biệt của sầu riêng ấy, thì cô giáo hay nói đến cái quả sầu riêng này, cho nên là trong cái ý nghĩ của nó như vậy thôi, chứ thực ra cái quả này là nhiều khi không có tiền mà ăn luôn á. Trời ơi, ngon. Mình á, cháu lúc nằm đói đói cho mình còn chén hết quả này. Tại vì mình thấy một quả nó được mấy muối nhỉ? Có 3 muối như thế này. 3 muối mà hai bên như thế này là thành 6 muối nào. Trời ơi. Hôm nay là mình cố tình bóc hết như thế này này, để lại một quả này thôi, tại vì sợ không ăn hết. Có những bạn bảo làm sao nhỉ? Làm mình cho vào tủ đá này, cho nó hơi đông đông tí rồi mình ăn. Chắc là mình cũng sẽ làm thử để xem cái như nào, chứ chưa ăn bao giờ.
Chọn một miếng nào. Trời, cái hôm mấy hôm trước mình mua cho mẹ chồng ăn thử một lần đấy, thì mẹ mình lại không ăn được, tại vì cái mùi nó nồng quá, với lại cái quả đấy thì lại bảo quả không ngon một tí nào. Tại vì mình mua ở cái chị ở gần đây này. Tiếc quá, hôm lần đầu tiên cho bà ăn thì mua phải quả không ngon mấy. Đợt này ngon mà không biết là bà có ăn không. Trời, nhìn cái muối này nó vĩ đại nha mọi người. Wow, hai bên nó to xong nó đầy cái muối này. Còn mình khen đi khen lại, hôm nay mua là quả quá là ngon luôn. Chỉ sợ bị hỏng ấy, tại vì thực ra là hiện tại là bây giờ là ở Việt Nam mình đang vào mùa, cho nên người ta không nhập nhiều. Chứ nếu mà hết mùa toàn nên là sầu riêng đông đá này, bên này nó không mua được ngon như bây giờ. Cho nên tranh thủ lúc vào mùa ấy, tranh thủ mua ăn. Cũng may là chồng mình ăn được, chứ mà ba mấy con nó đều không ăn được thì chắc là mình cũng không có buồn mua đâu, dù là mình thèm. Phải có người ăn cùng thôi. Và hôm nay chắc là mình cũng hơi vội, tại vì bây giờ hơn 5 giờ rồi, phải chở Minchu nhà mình đi đến trường học nhảy đấy. Mình dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ cho kênh của gia đình nhà mình. Nhớ đăng ký, bấm like và đừng quên rung chuông để nhận được tin nhắn khi mình đăng lên nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bye bye. Tạm biệt, bye bye. Sao phải chạy ra gì?